Rồi, bây giờ là các bạn thấy ngay cái điểm mũi nhọn nhọn à, điểm cực đông. À, và các bạn thấy bây giờ là các bạn đang chinh phục cái đoàn công đoàn cuối cùng rồi. Các bạn thấy nhỏ đây, cái thế nó leo đẹp không? À, cái thế nó leo rất là đẹp. Đó, và những người đây đang suy nghĩ cái thế làm sao để chúng ta bước qua cái công đoạn cuối này. À, và người thì tự sướng, người thì đang suy nghĩ cái cách leo. À, bò khí thế luôn. Các bạn thấy không? Bò rất là khí thế. À, mọi người di chuyển về cái điểm cuối cùng các bạn ơi. Di chuyển về đoạn cuối cùng. Phú ơi Phú, nói mọi người đi xuống cái điểm cuối cùng dưới kia đi. Đi về điểm cuối cùng đi. Rồi. Xuống cái bàn đá phía dưới á. Xuống cái tảng đá phía dưới á. Rồi. Ok chưa? Và các bạn thấy mặt trời vừa nhú nè. Đó, mình sẽ cho các bạn thấy mặt trời này đó. Đây là điểm cực đông của Tổ quốc mà. Mặt trời vừa nhú. À, bên đây là có cái hòn đảo. Người ta nuôi yến nè. À, cảnh không gian rất là đẹp. À, cảnh không gian rất là đẹp. Giờ này mới khoảng đâu khoảng 5 giờ rưỡi sáng các bạn. 5 giờ rưỡi sáng. À, 100% là đã. Mọi người vừa chinh phục cái đoạn này lên. Và bây giờ là mọi người đang đi về cái điểm cuối cùng nhất. Đang về điểm cuối cùng nhất. Mình cũng đang đứng là ở người cuối cùng nhất. Đó, mọi người đang nhìn cái thế để leo. Mình sẽ truyền hình lại tiếp ha.